Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì chúng ta biết rằng là sắp tới chúng ta sẽ trở về hoạt động trong thời kỳ mới. Sau 30 tháng 9 là có thể là thành phố hết cái chỉ thị giãn cách 16. Thực ra đó là giãn cách 16 plus chứ không 16 đơn thuần đâu. Thì chúng ta sẽ trở lại hoạt động trong thời kỳ mới. Thì hôm nay tôi cũng nói một câu chuyện là dịch vẫn còn và chúng ta phải sống chung với nó. Thì để mà đảm bảo là không bị bùng phát trở lại như những thời gian vừa qua thì có nhiều yếu tố. Vậy yếu tố đầu tiên là tiên quyết là vaccine, là mọi người phải chú ý này, đó làm sao mình tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Hôm nay là cầu tuần để chúng ta tiêm cho càng sớm để chúng ta có mũi, ít nhất một mũi thì vaccine hiệu quả từ 2 đến 3 tuần đó. Thứ hai là phải tuân thủ nguyên tắc là phòng chống Covid. Và trong đó thì cái nguyên tắc mà ai cũng nói là giữ khoảng cách, bảo vệ, đeo khẩu trang nào. Và giữ khoảng cách thì làm sao? Đừng cái tập trung quá đông. Đừng cái dồn con người vào một cái chúng người thế này thì vô cùng nguy hiểm. Vì chúng ta biết rằng có thể về Covid và con Delta là nó lây lan tốc độ rất là nhanh. Có thể Alpha này, Beta này, Gamma này, Delta thì Delta nó lây rất nhanh. Giáo sư Lăng của Bệnh viện Pasteur thì mình này nó lây hơn các thể khác từ 60-70%. Và khi chúng ta tập trung càng đông lại là nguy cơ cao. Thì chúng ta kể lại cái sự kiện Trung thu vừa rồi ở Hà Nội. Ngày 21 đúng không? Tháng 9 2021 thì chúng ta thấy là đúng cái ngày đó Hà Nội được giãn cách, nó kinh hoàng rằng đêm đó chúng ta thấy người ta đổ ra đường giống y ngày Tết 30 mình đem vô thừa hoặc đem bắn pháo vậy đó, hoặc là giống y đêm Noel vậy đó. Thì đó là một sai lầm nghiêm trọng. Mà cái may chỉ mới may một phần đó, là Hà Nội được tiêm vaccine cũng khá nhiều và đã tầm soát trước đó rồi thì cái tỷ lệ nhiễm không nhiều. Chứ trước đó mà có nhiễm mà nó bị vậy thì tôi nghĩ là chết. Đôi khi thói quen hoặc là bị nhốt trong nhà 2 tháng rồi cũng chịu không nổi. Hà Nội 2 tháng, Sài Gòn 4 tháng mà, đúng không? Thì đó là một cái sai lầm mà chúng ta rút kinh nghiệm. Đó, tôi nghĩ mà không thể tả được, chỉ cần một số đông hàng trăm người đó, chỉ cần một người nhiễm cơn virus Delta đó, Covid đó sẽ bay ra mà nó bắn quanh đó vài mét bay khắp nơi thì tỷ lệ nhiễm chỉ cần 20 người đó nhiễm thôi thì tỷ lệ nhân lên là các bạn biết vài trăm người là chuyện bình thường đó. Thì đó là một cái chúng ta không chủ quan. Sau này khi mà trở lại hoạt động thì chúng ta phải tránh những trường hợp đó, trường hợp mà cứ tập trung đông đông là như vậy. Và tôi cũng nghĩ thành phố chúng ta nên khi hoạt động lại là bỏ hết cái vấn đề kiểm tra giấy tờ tập trung đi, cái đó không có học. Đã ra đường là phải được phép, mà ra đường thì có giấy phép. Ví dụ giờ chúng ta đi lái xe ra đường là phải có bằng lái xe. Còn công an muốn kiểm tra thì kiểm tra ngẫu nhiên, bất cứ lúc nào cũng kiểm tra, chứ không có chuyện là cứ dồn hết cho kiểm tra là chết. Đó là không đúng. Thứ hai, bây giờ chúng ta thấy đường lo báo chí nó thấy đường sẽ đông quá, thì anh chặn hết các đường nó đổ dồn đường sông đông được. Đó là sai lầm. Mình nói thẳng vậy đó, nói hiểu mình đóng góp cho tất cả cái việc tốt không? Chứ bây giờ chúng ta tất cả ngõ nhất đường chặn hết chỉ đi đường sông đông được, rồi chúng ta từ ngõ ba chặn hết lại kiểm tra giấy tờ, đó là cái nguy cơ cao nhất. Mà trong khi phòng chống Covid là đảm bảo khoảng cách an toàn, không được tập trung, sao tập trung được? Dồn là kiểm tra sao tập trung được? Đó cũng như xét nghiệm, ngồi một tập trung hết lại trong một cái chỗ kín thì sao chết được. Nói vậy chứ nó đi nó lại nhiều lần chứ. Quan trọng nhất là chính phủ phải tuyên truyền và giải pháp, chứ mình chỉ nói nhỏ được bao nhiêu người đó nghe đâu. Đó. Đó. Cho nên cái bài học Trung thu, Tết Trung thu vừa rồi cách đây mấy ngày Hà Nội là chúng ta thấy là nó nguy hiểm cực kỳ. Và sắp tới chúng ta trở lại hoạt động, chúng ta sẽ rơi vào trường hợp đó. Ví dụ như chúng ta thấy một số nơi vừa Gò Vấp cách đây cũng mấy tháng đầu tiên không, bắt đầu kiểm tra giấy tờ, hàng trăm ngàn người ùn một chỗ sắp chết không.
Cho nên cái giải pháp đó là đầu tiên là làm sao bỏ, hạn chế bớt những cái kiểm tra hành chính nữa. Vì họ ra đường là họ có, một số anh công an nói chuyện tôi là 99% người ta ra đường là người ta có giấy tờ và người ta ra đường là cần thiết rồi. Cũng như trước đây chúng ta nói rằng là cái này cần thiết, cái kia không cần thiết, đúng không? Thực sự cái nào cũng cần thiết hết, đúng không? Ví dụ chở một bạn chở bình ga từ quận A quận B không cho, ga không cần thiết lấy gì nấu ăn à, đúng không? Vô cùng quan trọng sao cần thiết được đó. Tôi đi cái xe để đi công tác, đi chích vaccine, lốp xe nổ vỡ rồi, giờ không quá, không có cần quá xe, sao đi xe được, sao không cần thiết. Nếu mà bây giờ tôi có tiền tôi sẽ đi taxi, ok, mà bây giờ taxi cấm toàn bộ, sao đây không cần thiết, xe đi. Trên cuộc sống cái gì cũng cần thiết các bạn, nó rất cần thiết. À, cho nên là để câu chuyện này chúng ta thấy rằng là mỗi ngày chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải điều chỉnh, chúng ta thay đổi cho phù hợp. Và nói gì thì nói, cái bệnh con Covid này nó tồn tại mãi mãi. Mãi mãi đây không thể phải là cả trăm năm, là mãi mãi một vài năm sau với chúng ta. Năm nay là tháng 9, 2021. Chưa chắc là tháng 9 năm 22 nó sẽ bình thường đâu. Và khi xảy ra năm 20 chúng ta nghĩ là 6 tháng sau nó hết, còn nặng năm mình nặng hơn nhiều. Nên chúng ta phải sống chung với nó. Và sống chung với nó thì chúng ta được không chủ quan, chúng ta tuân thủ các nguyên tắc, vấn đề trong nhiệm vụ. À, tránh trường hợp là chúng ta tụ tập quá đông, như trường hợp sẽ qua. À, bây giờ chúng ta đi siêu thị, chúng ta phải có thẻ phiếu đi chợ, hoặc là chúng ta đi phải giữ khoảng cách. Siêu thị phải cho chúng ta vô một lúc bao nhiêu người, ra một lúc bao nhiêu người, đi theo hướng nào, chiều nào, chứ không để trường hợp lây lan được. Đặc biệt nó tóm lại là chúng ta phải tiêm vaccine. Vì vaccine nếu chúng ta lỡ nhiễm thì thứ nhất cái nồng độ virus trong cơ thể chúng ta rất là thấp, nó sẽ ra mấy vấn đề sao. Một là không đủ khả năng lây lan, hai khả năng lây lan rất thấp, ba nếu chúng ta bị nhiễm thì khả năng chuyển thành bệnh nặng cực kỳ hiếm, và nếu có lỡ tử vong thì tỷ lệ tử vong cũng rất rất là hiếm. Cho nên cuối cùng là vaccine là cái giải pháp đó. Và chúng ta nhớ rằng không được tụ tập đông, đặc biệt là các sự kiện như lễ hội trung thu sắp tới, xuân thu qua rồi sắp tới lễ hội gì đó, chúng ta tập trung đông là cực kỳ, và chúng ta luôn luôn tuân thủ nguyên tắc 5K để mọi người không chủ quan những vấn đề đó nha. Rồi một lần nữa thì hy vọng rằng sắp tới chúng ta sẽ trở lại hoạt động trong một cái thời kỳ mới, và chúng ta hy vọng rằng thành phố chúng ta sẽ sớm vượt qua đại dịch này. Rồi chúc mọi người sức khỏe nha.